Dạ rồi, con xin phép chào cô. Em xin phép chào chị gái. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì? Cô là Quỳnh Thị Vi. Cô là nhà ở đâu? Cô ở nhà ở Tân Dạng, đối diện với phường đường Bùi Hữu Nghĩa đó. Là hôm nay cô về đây cùng với chị là ai đấy? Là con gái của cô. Nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ là hai mẹ con cô gì đấy? À, thị sĩ giúp giùm cháu của cô nó bỏ nhà đi, hôm nay là nửa tháng rồi đó. Cô nói chuyện lớn lên giúp con nha. Là tìm cháu. Tìm cháu. Cháu là cháu ngoại hay cháu nội? Cháu nội của cô đó. Cháu nội. Cháu nội của Vậy cô. ba mẹ của bé đâu cô? À, mẹ bỏ đi hồi lúc nhỏ, còn ba thì giờ đang đi làm xa. Đi làm xa. Xa. Là hôm nay là ba là nhờ hết tất cả vào bà nội cũng như là con gái của cô Dạ đúng để về rồi. đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là đi tìm cháu nội. Dạ được, cháu Cháu nội. nội của cô tên là gì? Trần Thị Linh Chi. Trần Thị Linh Chi, tên rất là đẹp đúng không Dạ. ạ? Người cũng rất dễ thương. Cháu nội cô bỏ nhà đi lâu chưa? Đi nay là 15 ngày rồi đó. Ngày nay nó là 15 ngày. Tính tới thời điểm hiện tại là cháu nội của cô là được bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi. Bỏ đi là bỏ đi tại đâu cô? Bỏ đi ở địa chỉ 24 sạch 245 nè. Đó Là là ở Tân Vạn nhà luôn ở đúng không Tân ạ? Dạng. Khi đi thì cháu nội có mang theo thứ gì đi không? Không có gì hết, mỗi có cái thẻ tạm công nhân thôi. Là lúc đó là cháu nội đang đi làm công nhân. Đang đi làm Là công làm nhân. việc ở đâu cô? Làm ở hãng AT ở Bình Dương. Nhà mình thì ở Tân Vạn Đồng Nai nhưng mà làm thì ở Bình Dương. Dạ Cụ Bình thể Dương. là ở thành phố nào, huyện nào? Dạ Dĩ An. Dĩ An. Dạ Dạ. Bình Dương. Làm được lâu chưa? Dạ được 4 ngày. Trước kia là cháu nhà mình làm ở đâu? Dạ hãng gỗ, chưa có đủ tuổi làm hãng gỗ. Và mới đủ tuổi thì làm việc ở Dĩ Dạ An. dạ. Lần này khi đi thì cháu nội mang theo những thứ gì đi cô? Đi thì chỉ có mở cái tấm hình Với thẻ lại vậy cái điện thôi á, với thoại. lại cái điện thoại. Có tiền bạc gì không ạ? À, không có tiền đâu, tiền chỉ có hơn 100 ngàn trong Có mình trang sức thôi. gì không? Dạ Không không luôn, có mỗi cái đeo bông có thôi. đôi bông vàng mấy văn. Cháu nội nhà mình có ngoan không? Nó ngoan, ngoan lắm. Ngoan à. Mặc dù là thiếu thốn cái tình cảm của người mẹ Đúng rồi. nhưng mà cháu nội rất là chăm ngoan đúng không ạ? Dạ. Cái thời gian mà trước cái thời điểm bỏ đi á, cháu nội có điều gì đó bất thường không cô? Không, nó cũng vui vẻ, nó tung tăng lắm, nói chung ra nó hồn nhiên lắm. Gia đình có ai la dầy gì bé không? Dạ không. Không. Là bé hiện tại là sống với bà nội luôn. Sống với bà nội từ hồi 20 mấy tháng tới bây giờ luôn Từ lúc đỏ hỏn. Trong quá trình mà sinh sống cho tới thời điểm hiện tại mà bé bỏ đi thì lần này là lần thứ mấy rồi? bé nó bỏ đi lần này lần thứ ba rồi đó. Lần thứ Lần thứ ba. nhất là đi theo bạn chơi không dám về. Lần thứ hai thì đi theo cái người này, là mẹ của người này dắt về Tiền Giang, rồi cha mới đi xuống kiếm bắt về được. Nay đúng Người một tháng này này đi được. là người nào? Cái tên Thảo đó, mẹ của tên Thảo á. Thảo là như thế nào với gia đình nhà Là mình? trai của con bé này, bé Chi này. Là người yêu. Dạ. Là bắt về Tiền Giang là sao con vẫn chưa hiểu. Ừ không biết nữa. À, nói chung ra là bữa sáng sáng bữa đó, đó nhớ ngày mình không nhớ ngày Tây, ngày mình Dạ. là ngày 19 mình của tháng Giêng á, Dạ. thì mẹ của tên Thảo này nè mới xuống nhà xin bà nội đi công chuyện đó, rồi dắt đi xong rồi đó, tới chiều không thấy trả mới điện, không điện là không liên lạc được luôn. Cái khi mà tới tối trở lại đó, thì con bé này nó mới mở điện thoại ra, thì cha nó mới điện cho nó, thì cha nó hỏi nó đâu, nó đang ở dưới quê của anh Thảo. À, mới là lên nhà lên phòng trọ đó thì mới kiếm ba của cái anh Thảo này, thì ba anh Thảo này mới cho địa chỉ xuống nhà dưới đây dưới Tiền Giang á, là bắt về. Là Thảo là bạn trai của bé. Bạn trai Dạ của đúng rồi. bé, Quen bé lâu chưa? quen bé cũng hơn năm rồi, Hơn năm là gia đình nhà mình biết hết rồi đúng biết không? có xuống nhà chơi. Và cái thời điểm đó là bé chưa có đủ Dạ tuổi. đúng rồi, đủ tuổi. Là bé bé có thương cái bạn Thảo này nhiều không? Thì cái Hỏi nó thì nó nói là nó thương. Có bao giờ mà bé về xin phép cha cũng như là bà nội cũng như các dì là cho quen bạn Thảo không? Tại vì cái bạn Thảo này là mẹ bạn Thảo có xuống nhà, có xuống nhà nói là hai đứa quen mà tại sao giờ bé Chi này á, sao nó không thương Thảo nữa, thì gia đình có cấm cản gì không. Nó là bây giờ nó là cháu mà nó con gái thì nói chung ra bạn bè thì không có cấm Dạ. đó, nhưng mà còn nhỏ nói chung ra bạn trai thì không bạn trai, thì bây giờ gia đình vẫn cho quen bạn thôi đó, đi làm chung này nọ. Dạ. Rồi đâu cách mấy bữa sau thì cái tên Thảo này mới xuống đưa rước con bé Chi đó, đưa rước đâu cũng cỡ mấy tháng đó,
cứ đưa rước thì cũng cho đưa rước vậy đó. À, vậy là đưa đi làm, Dạ. sáng đưa chiều đón. Nói chung ra Thảo này cũng bằng chung luôn, cái tên Thảo này cũng bằng chung luôn. Vậy là cái bạn Thảo này và cháu gái nhà mình là quen nhau lâu rồi Dạ. và gia đình cũng biết, cũng chấp nhận rồi đúng không Dạ. ạ? Chấp nhận hay không chấp nhận nhưng mà nói là cho làm bạn đó. Tức là cái thời điểm đó là chưa đủ tuổi nên mà mình bảo là thôi thì cho làm bạn, nhưng mà khi đủ Dạ. tuổi thì quyết định chuyện hôn nhân đúng không? Dạ. Vậy gia đình nhà mình cũng đón nhận đúng không? Dạ. Và tới giờ phút này thì cháu gái nhà mình bỏ đi là 2 tuần, mình có liên lạc cho bạn Thảo này mình hỏi chưa? Có lên nhà của bạn Thảo này hỏi, là bạn Thảo này nói là hơn tháng nay rồi không có liên lạc với lại con Chi này, thành ra gia đình đừng có lên đây làm phiền, nó là À, như vậy. mà sự thật có phải vậy không? Thì lên thì cũng không thấy cái bạn bé Chi này nó trên nhà của bạn Thảo, nhưng mà vòng quanh đó thì người ta cũng có nhìn ngó thấy đó, nhưng mà giờ người ta không có dám đứng ra chỉ. Dạ. Vậy là tới giờ phút này theo như cô là cô cảm nhận được rằng là cháu mình vẫn đi theo bạn Thảo. Theo như cái đúng rồi, y như con nói vậy đó, rồi cô cũng cảm nhận là nó theo cái Nhưng bạn mà này mình đó. cái thời gian gần đây mình có cấm cản gì cái chuyện tình yêu của hai đứa không? Nói chung ra là không có cấm, nhưng mà cái bữa bỏ đi đó là gần 1 tuần cô có lên, là cô có nói cái bạn Thảo này bây giờ là nợ thua 2 con rồi, thì thôi giờ con cứ về đi, phòng ở thì trống không có ai hết, thì Dạ. con cứ về ở theo cha làm lơ đi, rồi sau này cha kiếm chuyện cho làm để mà sinh sống, chứ lông bông mà ngày có trăm mấy thì sao mà đủ sống được. Đó thì bạn đó nói là bạn không có, nói chung ra bạn nó không có trả lời, nhưng mà mẹ bạn đó trả lời là coi như tháng nay, hơn tháng nay rồi, nó đâu có liên lạc gì đâu mà lên đây làm gì, đừng có làm phiền con bả, để con bả đi làm đi. À, là bả nói là con bả cũng mới hà làm hãng sắt nay mấy ngày thôi à. À, nó như vậy. Nhưng mà con đang khó hiểu một cái điều là trước đó nhà mình có cái chuyện gì xảy ra không? Có cấm cản hoặc có cái gì không mà sao hai đứa lại tự dưng lại như vậy? Để nói chung là như vậy, cấm thì có cái cấm á, tại cái đợt hai đứa nó xảy ra cái chuyện để mà hoài cái dòng của gia đình đó, Dạ. thì đó thì xong rồi con bé này nó cũng bị có mang 2 tháng, thì thành ra thấy bé còn nhỏ quá thì mới gia đình mới có đem lên bệnh viện là bỏ bé đi Là nhà mình. á. À, nhà mình bỏ cháu bé của con bé này đi. Ai là người quyết định việc đó? À, cũng là nội với ba, Ba có biết không? ba biết luôn, rồi nói là tự gì bây giờ ở nhà là không còn ông nội mà chỉ có bà nội, mà bà nội bệnh riết à, Dạ. thành ra cha đó là mà lo cho bà nội là không có sể rồi. Mà trong khi đó thì con bé này bây giờ nó bụng mang dạ chữa như vậy á, thì hả nếu mà hả sanh ra thì ai đâu mà lo nữa, bà nội thì chân cẳng yếu ớt không có thể ẵm bồng cháu được, thì thành ra mới kêu thôi là bỏ đi, rồi sau này thì hai đứa lớn lên thì thí dụ như mà có nữa thì không sao hết. Dạ. Đó là quyết định nội với lại cha là kêu bỏ bé đi ở bệnh viện Đồng Nai á. Dạ. Đó rồi xong rồi á thì gia đình mới xuống, gia đình bên Thảo xuống, thì bên đây mới là cấm không cho xuống nữa, tự gì tụi bay xí gạt bên nội, xí gạt là tự gì á bay xuống bay nói chở cháu nội đi để đi công chuyện, nhưng mà đi khám thai xong rồi bay không chở xuống nhà mà bay chở về quê luôn đó, thì thành ra nội với lại cha nó nóng ruột mới là mượn xe của bạn bè của cha nó đó mới chạy xuống dưới là rước cháu về, thì thành ra bà nội cũng có cấm là thôi từ đây sắp tới mày đừng có xuống với cái mấy chi nữa. Cái thời điểm nó lâu chưa À, cô? nay hơn tháng thôi Là vậy là được bao lâu thì cháu nhà mình bỏ đi? thì hơn hơn tháng đó, xong rồi là đi bỏ cái Một đứa bé tháng mấy đó ngày thôi, Là bỏ tháng đi mấy luôn. ngày rồi, rồi xong rồi đi làm công ty được mấy ngày là đi tới hôm nay luôn, là trong vòng vừa cái bỏ cái bé đó rồi bé này đi làm là có tháng mấy thôi. Trời đất ơi, mới có 1 tháng mà đã đi làm rồi hả? Dạ bỏ xong xuôi rồi đâu được mấy ngày á. Nhưng mà chưa phục hồi sức khỏe mà. Dạ thì nói Nhưng chung mà cái là thời điểm đó, bây giờ con hỏi thật cô này, nhà mình đã suy nghĩ kỹ cho khi mà mình quyết định rằng là mình bỏ đi. cũng suy nghĩ đắn đo tội dữ lắm luôn á, Dạ, nói con thấy chung rất ra là tội đấy. dạ đúng tội dữ rồi. lắm luôn, nhưng mà nghĩ hả nếu mà để thì cũng tội cho nó luôn, Nó tự có nhiên chút thấy nó xíu có chút mà. xíu à, nó Lúc khờ thời lắm, điểm đó là 18 tuổi rồi đúng chưa không? mười mới 17 mấy thôi, Gần 18 rồi. gần 18, nhưng mà thấy thì nó quá khờ, nó còn tung tăng dữ lắm, thì nghĩ nó còn khờ nó tung tăng quá mà như vậy thì tội cho nó, sợ cái tình trạng mà thí dụ như bây giờ cho nó như vậy là chỉ tội có một lúc, còn nếu mà mình để cho nó sanh ra thì tội nó kéo dài quá, nhưng mà phải cho bà nội chăm được á thì cũng đỡ, còn đằng này bà nội không có chăm Cái lúc được, đó cảm xúc của bé như thế nào hả cô? nó buồn, Rất buồn, nó con biết buồn đúng rồi, mà. nó buồn nó khóc nó không có chịu bỏ đâu, nhưng mà hả cũng khuyên nó đó, khuyên nó thì giờ cha nuôi nội á, có mình nội à, tự nếu mà còn ông nội á thì ông nội gồng gánh được, còn này không còn ông nội
thời điểm đó là cả nhà mình có ai khủng bố tinh thần của bé không? Có không la đâu, dày không? Chiều ghê luôn. Chiều sợ lắm. Nó nghĩ quẩn nên là sợ nó chiều nghĩ. Quá. Tự sao cái lúc đó mình con lại có một cái biện pháp khác, sao cái thời điểm lúc đó ấy, mình không gọi gia đình của bạn Thảo này lên cũng như bạn Thảo luôn, nếu mà xác định hai đứa thương nhau thật lòng. Bởi vì là cũng còn mấy tháng là 18 tuổi đúng không? Thì mình cho hai đứa thôi thì ở với nhau đủ đủ tuổi đi, cái mình làm đám cưới đi, mình đừng bỏ bỏ thấy tội quá. tại vì lúc đó nói chung ra là cô cũng tức á. Tức đúng không? Mình suy nghĩ chưa được tới nơi tới Dạ, chốn cô đúng cũng không? muốn chở nó đi, tại vì đi mà đi không nói nhà rồi đi về dưới Tiền Giang đó anh. Biết Tại rồi nhưng tại vì cô mà biết sao, cô trong khi còn đó giấu đi bé nữa. tới tới tối luôn á, Nhưng 8 theo 9. như bản thân cô thấy cái cậu Thảo này, bạn Thảo này là như thế nào? Thì Được không? nói chung ra thì lúc đầu thì nhìn nó cũng được đó, nhưng mà cái đợt sau này lên nhà mới thấy là nó lộ cái tánh nó ra. Tánh là tánh sao? Cái tánh nó ghê gớm quá, nó kêu người này người kia ghê quá, Vậy hả? bạn bè đồ dữ quá. Nói chung ra là bạn bè của nó dữ mà. Chứ là mẹ của con Thảo, bạn Thảo thì luôn á. Dạ, Lộ cái tánh ra dữ quá. Giờ bỏ vậy thấy sợ, sợ là lo cho bé này nè. Coi như là lên một một lần đó là tới nay là 10 ngày rồi đó, không dám lên đó nữa. Kiểu như giờ hả, mình sợ đơn chiếc lên rồi sợ lắm, Nó hơi ghê cái không thời đi. điểm cái thời điểm lúc bây giờ thì ba của bé phản ứng như thế nào? Ba bé cũng lên kiếm bé như vậy đó, cũng đi với bà nội, đi với cô, đi với mấy bà dì là em của cô đó, là chỉ lên kiếm bé về, mà lên kiếm cũng không được bé. Nếu mà bây giờ mà khi mà tìm được bé, bé về bé nói bé còn rất thương bạn Thảo này và bé muốn sống với bạn Thảo và muốn lấy bạn Thảo làm chồng thì gia đình nhà mình tính sao đây? Gia đình chấp nhận Đồng ý đúng không? cô chấp nhận đúng rồi mà, cô lên tới cô hạ nước luôn rồi đó. Chứ bây giờ con nói như cô thế này, ép dầu ép mỡ ai nở ép duyên. Đúng rồi. Mình có thể là mình kêu mang và mình nuôi cháu của mình từ rất bé, nhưng mà khi trưởng thành thì quyền quyết định là của bé, hôn nhân là của bé, cuộc sống là của bé. Cô ạ, mỗi người mỗi cuộc sống. Mình không thể cấm cản được cái chuyện tình yêu. Ngày xưa thời của các cô có thể là cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, nhưng mà thời bây giờ thì các con không có nghe đâu. Mình Tình không có yêu là đọc xuất được. phát từ từ con tim, mà bây giờ bảo làm mai hoặc là ép buộc đâu được. Nên mà thôi như này, con thì con góp ý thôi, chứ còn cái chuyện gia đình nhà cô thì tự gia đình nhà cô quyết định thôi. Con thì không có cái bổn phận gì mà và chẳng có tiếng nói gì để mà quyết định cả. Nhưng mà con góp ý như này, cái chuyện tình cảm của cháu nội á, bây giờ cháu nội lớn rồi, đủ 18 tuổi trưởng thành rồi. Bé thương ai, yêu ai cho bé quyết định. Sau này bé khổ bé sướng thì bé hưởng, khổ thì bé chịu. Thế thôi. Còn mình thương mình nuôi nó tới 18 tuổi được rồi nhá. Còn cái chuyện tình cảm đó thì mình ví dụ chẳng hạn như mình thấy vấn đề ABC thì mình có thể góp ý. Còn nghe không là việc của bé. Còn bé quyết định như thế nào là cuộc sống của bé, sau này thì bé tự chịu, thế thôi. Chứ mình cấm đâu cấm được, đúng không ạ? Đôi khi sợ rằng là hai đứa nó thương nhau quá, thương nhau rất nhiều, mà mình cấm như vậy rồi bé có thể bé suy nghĩ rồi bé buồn bé bỏ đi. Hoặc là cái trường hợp như cái vừa rồi ấy, nhà mình chia sẻ là cái việc mà bỏ đi đứa bé, thật sự đó là một câu chuyện rất đau lòng, tổn thương cái tâm lý của bé. Con dám khẳng định với cô luôn là cái tâm lý của bé thời điểm bấy giờ là cái tâm lý khủng hoảng nhất trong cuộc đời cô ạ. Nên mà mình thôi thì mình bây giờ mình cứ nói với cháu mình là về đi, yêu thương ai thì cho bé quyết định, đủ 18 tuổi rồi, nếu mà xác định cưới thì gia đình nhà mình đồng ý cho cưới luôn. Chứ còn mình bây giờ mình không can thiệp nữa. Không can thiệp. Dạ, đó cô nói một cái điều gì với cháu nội của cô đi. nè bo ơi, nội thương nội nhớ con lắm nha bo, con với Thảo về đi, nội chấp nhận đó con, kêu ba mẹ Thảo xuống, nội không bỏ con đâu. Nội thương con lắm đó bo, cha con cũng lo cho con lắm. Má hai cũng đi tìm con nè, con thương nội, thương má hai, thương cha, con về với nội đi, cứ giá Thảo về cho nội. Phòng của con nội dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ lắm, cứ về đó mà ở. À, gọi chị là má hai hả? Má hai. Là xưng xưng mẹ với con hả? Má với con hả? Dạ. Rồi má hai có điều gì tâm sự với con đi. Thôi bà ơi, giờ có cái gì thì con về đi. Hai con thương Thảo con dắt về. Nội sẽ làm đám cưới cho con với Thảo, con được đi nữa. Cha nhớ con ấm á bò. Lần này về là mình làm đám cưới linh đình luôn. Nhà mình làm thường thường là nhà mình làm đám cưới đó ở Đồng Nai là bao nhiêu bàn? Nói chung là nhà thì ở trong hẻm làm gì ít thôi. Thôi không ít, lần này riêng cháu nội về là làm lớn luôn. Dạ. Mình bù đắp lại cái tình cảm cũng như là cái lần vừa rồi
mình lầm lỗi với cháu á. Thật sự cái điều vừa rồi là mình làm cái điều lầm lỗi đó, cô biết không? Lần này về mình bù đắp tình cảm cho cháu. Lần này cưới là mình cho vàng đang đắt mà mình cho 2-3 cây luôn được không? Nhưng mà có mới hứa nha, không có là không hứa nha. Rồi thì thôi thì bà nội cũng như chị gái thì cũng cố gắng bình tĩnh. Thì chuyện đâu còn có đó. Có thể là thời gian vừa rồi thì cháu nội của mình nó khủng hoảng về cái tinh thần, có thể nó gặp những cái chuyện không vui dồn dập đến một lúc nên mà tạo một cái áp lực cái tinh thần của bé nên mà bé mới bỏ đi thôi. Thì nếu mà bé mà xem được cái video này á, hy vọng con gái xem được video này thấy nội của con cũng như là má hai của con về Bình Dương nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con, thì con đang ở đâu đó sớm quay trở về. Và cái chuyện mà tình cảm tình yêu của con với lại bạn Thảo thì tới giờ phút này thì gia đình luôn luôn là đón nhận cũng như là chấp nhận cho hai đứa là yêu thương nhau. Và khi mà đủ 18 tuổi rồi, có thể này bây giờ hai đứa về đi, trong năm nay thì chọn ngày lành tháng tốt giờ đẹp thì bà nội gả luôn. Nên mà hy vọng bạn Thảo, nếu mà thật sự mà bạn Thảo mà thương thương bạn gái, thì nếu mà Thảo mà biết được cái tin tức, cái thông tin của bạn gái ở đâu thì cũng khuyên bạn gái sớm quay trở về. Mà nếu mà thật sự còn yêu còn thương bạn gái này thì cũng về rồi nói chuyện người lớn với nhau, thì bây giờ gia đình đâu ai cấm cản nữa. Rồi thì gia đình nhà mình cố gắng, và đặc biệt rằng mình phải trước khi mình quyết định mọi chuyện gì đó thì mình phải suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì khi mình mà đã quyết định rồi thì mình đã làm rồi, thì thật sự nó nhiều câu chuyện, nhiều vấn đề và nhiều cái phức tạp lắm. Thì cô và chị còn điều nào chia sẻ nữa không? Có vậy thôi, giờ trông mong cho nó về. Trông mong à? Mình không mất cháu. Thôi bây giờ trời không chịu đất thì đất chịu trời thôi chứ bây giờ sao đây? Đúng không? Nói giờ nó cháu thì nó. Nhưng mà ngày xưa là chị này, má hai này là chị lúc đó thời điểm chị lấy chồng là làm mai 20 lấy chồng rồi. 20 mà làm mai lúc đó mình có yêu không? Lên thì nói chung để chất duyên nợ thì cũng thương. Thương gì mà mới làm mai mà thương liền hả? Dạ. Nhưng mà cũng thôi rồi. Đó thấy chưa? Dạ. Làm mai hả? Dạ. Nhưng mà làm mai là người lớn làm mai. Dạ. Rồi em hỏi thật nhá. Dạ. Bởi vì em chưa biết làm mai là cái hình thức làm mai là mình gặp rồi. Mình cứ tưởng tượng trong đầu đi. Dạ. Mình chưa từng yêu, chưa từng gặp người này nói chuyện mà mình đùng cái cho mình nói chuyện, mình kêu sao, mình gọi sao? Thì kiểu như là cũng lên làm mai dẫn chị đó, dẫn về nhà chị chơi. Rồi cái kêu anh này qua. Rồi xưng hô sao anh thì em cũng hả? Anh em dạ bình thường, anh tên gì vậy đó, kêu tên. Rồi là tôi cũng yêu anh hả? Không có chưa nói câu đó. Rồi chứ ông kia ông tỏ tình với chị sao? Dạ thì như cái tỷ như mới gặp thì quen rồi một vài lần rồi bắt đầu mới nói là bước tới thương như vậy đó. Rồi là dạ. Nắm tay nhau, lúc đó nắm có run tay không? Rung chứ. Rung luôn hả? Dạ. Thật luôn hả? Rồi là được mấy ngày là cưới? Lẹ lắm anh, đâu hình như là tuần trước tuần sau á là gia đình. Trời đất ơi, tuần trước tuần sau là cưới rồi hả? Dạ. Thật luôn hả? Dạ. Là lúc đó mình xưng hô là chồng với vợ hả? Thì lúc đó cũng kêu anh bình thường nha chứ chưa chồng. Rồi cưới rồi cơ mà. Cưới rồi mới là gọi là chồng vợ thôi. Trời ơi, em kêu vậy em mắc cỡ chết luôn á. Dạ. Thì đó xin anh với em vậy đó. Rồi. Thật sự vậy là làm đó là làm mai. Dạ, làm mai. Trời ơi, rồi là mình cầm tay nhau rồi mình ôm nhau mình không ngại hả? Đúng không? Nói chung là duyên nợ sao cũng thấy thương. Thương thấy hả? Thương, dạ. Chứ em thấy nhiều người ta bảo là mới làm mai hôm trước là 2-3 ngày sau là cưới rồi. Dạ. Có tình cảm đâu cưới. Dạ, nói chung là được tuần trước tuần sau gia đình xuống hỏi cưới. Là mặc váy cô dâu. Dạ. Đó là một năm sau mới cưới nha. À năm sau. Dạ. Tức là quen nó một năm sau là mới cưới đó. Vậy là quen tuần trước tuần sau là lượm rồi đúng đám không? Đám hỏi thôi. Đám hỏi là lượm rồi. Dạ. Trời. Nhưng mà chưa nha. Không, cái đó thật sự nè. Thật luôn gần hả? Gần cưới mới cho nha. Nhưng mà thời đó mình có hay đỏ mặt không? Dạ không. Không hả? Dạ. Cũng thương bình thường đưa rước em làm con chen bà. Trước lúc đó là chị có yêu ai chưa? Là nói chung là có quen có thương đó. Tự mình quen tự mình thương. Dạ tự thương tự quen. Gia đình không chịu hả? Không phải không chịu nhưng mà em không thích. Nhưng không duyên á. Dạ, gia đình nói chung là không khi mà mình quyết định bỏ người yêu gọi là người yêu cũ đi để mình đi tiến tới làm mai với anh này, mình có cảm thấy mình buồn mình đau lòng không? Dạ bình thường. Bình thường á? Hồn nhiên vui tươi vậy. Trời đó. Chị vô tâm á chứ dạ. Người yêu cũ sao quên được? Nói chung là bé này cũng chưa yêu lắm. Chưa yêu lắm ha. Chưa yêu lắm, tới nhà chơi vậy thì cũng nói chuyện với ba mẹ rồi với nó ngồi luôn vậy đó, ngồi nói chuyện chung vậy đó. Nên là ngày xưa là cô làm mai hả? Không, bạn á, bạn chung. Em làm chung. Rồi mình mai qua lại gì đó rồi tới nhà chơi. Chơi cái là thích luôn ha. Dạ. Vậy là thôi luôn rồi. Rồi dạ thôi rồi. Thôi 7 năm rồi. Rồi lại có ông nào chưa? Chưa. Là mẹ đơn thân. Mẹ đơn thân giờ bởi vì có đứa cháu gái nè, rồi thương nó lắm luôn á. Đó thấy không? Chính vì vậy nên mà mình cũng đã trải qua được cái đắng cay ngọt bùi cái tình yêu rồi nên mình biết bây giờ mình phải tôn trọng các con.
Nên lớp trẻ bây giờ, ví dụ chẳng hạn như 13, 14 tuổi thì mình có thể khuyên các con cấm cản được. Nhưng bây giờ các con trưởng thành rồi. Nên mà mình để cho các con tự lựa chọn đi. Đúng không? Tự chúng thích yêu ai chúng yêu. Miễn sao mà mình nhìn thấy cái đối phương như thế nào thì mình góp ý thôi. Còn bây giờ mà khi yêu mà, yêu đâu có phân biệt được tuổi tác đâu, dù lứa tuổi nhỏ hay là lớn. Khi cái tình yêu nó vào thì nó say mê lắm. Mình nói nó không nghe đâu. Nhưng mà quyền quyết định của các con, các cháu. Đó. Là cái tình hình là như vậy. Thì em hỏi cái câu chuyện của chị là thế, nhà mình buồn quá nên mà hỏi để cho vui lên tí thôi. Đó nha, giờ mình nhà mình bây giờ là mình suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Giờ là chờ đón cháu về. Dạ, miễn sao là thấy nó về với thằng này về cũng được là vui rồi anh. Về cho cưới. Dạ, đó là bà nội là có đi làm gì không? Bà nội bệnh rồi đây, nó ở nhà đó. Bà nội có của chưa? Bà nội hả? Bây giờ cháu nội cưới chồng rồi cho gì đây? Thì giờ cũng... từ từ tính đi. Đi cưới chồng cái rồi tính nhiều gì cũng phải cho chứ. Cháu về là cháu đòi cưới chồng đấy. Dạ, thì bà nội chuẩn bị của dần đi. Đó. Vàng đang đắt đấy. Vàng đắt lắm này, đắt lắm. Bảy mấy triệu một cây rồi đấy. Rành quá ha. Bảy mấy triệu một cây thì dạ. Thôi thì mình cho nó không có nhiều thì mình cho nó 5 cây. Thôi nói vui với lại cô với chị vậy thôi. Dạ. Cho trấn an cái tâm lý cho vui vẻ lên nhá, mình có suy nghĩ lạc quan lên. Bởi vì như thế này đời người á, bản thân con thì còn rất nhỏ thôi. Nhưng mà con cảm nhận được, con thấy sao mà đời người ngắn ngủi lắm cô ạ. Đúng cô rồi. Có cảm nhận điều đó không? Yeah. Nên mà mình còn sống ngày nào thì mình yêu thương nhau đi. Mình dành những cái điều tốt đẹp với nhau đi. Mình đừng, nói chung là mình đừng đối xử với nhau những cái điều không vui. Hoặc là có thể là mình đừng dành cho nhau những cái hận thù gì hết. Yeah. Mình được sinh ra và lớn lên, trần gian là cõi tạm mà. Đúng không cô? Yeah. Cô công nhận với con không ạ? Trần gian chỉ là cõi tạm thôi. Ngắn ngủi lắm. Thì từ cái chỗ ngắn ngủi mà cái đợt trước nó dắt con bé này đi đó, bởi vì á, người ta cũng nói là thôi báo với công an đi. Con nó thấy thằng bé này giờ nó nhỏ quá. Tội ha. Nếu mà báo công an là coi như tương lai sự nghiệp của nó mất tiêu luôn á. Thì bé này nó cũng xuất phát từ trái tim, từ tình yêu thôi. Cái bạn Thảo này nó cũng biết gì đâu. Nếu mà bạn Thảo này không phải là người lừa gạt đâu. Nếu mà lừa gạt thì quen từ ngày đầu đã lừa con cháu gái nhà mình rồi, không như vậy đâu. Theo bản thân con nghĩ là cái bạn Thảo này cũng thương cháu nhà mình thật đấy. Thương nhá, nên ông bà người lớn suy nghĩ kỹ nhá. Dạ. Rồi khi cưới thì quà cáp nhiều vào để bù đắp nhá. Rồi thì hôm nay là cô cùng với là con gái của cô về nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội. Dạ. Với mục đích chính là tìm cháu nội. Cô và chị, cô cũng như là chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu nội mình về. Dạ, đồng ý. Cô rất đồng ý để tìm cháu nội với lại cháu rể. Cháu rể ha. Dạ. Rồi cháu rể nè, bạn Thảo đang ở đâu đó thì sớm về ra mắt lần hai đi nhá, lần hai, lần ba, lần bốn gì đó. Dạ. Bây giờ là cả gia đình chịu rồi, đồng ý rồi. Về đi, mai mốt còn được nhận quà cưới khủng. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị xem video này, rất mong rằng tất cả cô chú anh chị chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được cái tin tức của bé để khuyên bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Và nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì em không biết nói gì hơn, thì thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt cô, thay mặt chị gái gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành nhất tới tất cả cô chú anh chị đã luôn quan tâm đồng hành chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người, và đặc biệt rằng là giúp những cái chương trình tìm kiếm người thân ngày một thành công và tốt đẹp hơn. Em xin phép xin chào cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.